Hàng nghìn những ngôi nhà đang ngập trong nước, hàng chục nghìn những gia đình đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Và với truyền thống đoàn kết chia sẻ của người Việt Nam, tất cả chúng ta đang hướng về đồng bào của chúng ta tại các tỉnh phía Bắc. Ladies and gentlemen, in this sacred moment, we would like to invite all of you to share this special moment with us, to remember our victims and our brave soldier who has died and sacrificed from the very severe Yagi typhoon in northern Vietnam. Thank you so much. Và thưa quý vị, và ngay sau đây, trước khi chương trình của chúng tôi chính thức được bắt đầu, đêm chung kết Miss Universe Việt Nam 2024, chúng tôi cùng với toàn thể các quý vị xin được trân trọng kính mời các quý vị khán giả, ban giám khảo và các quý vị khách quý, chúng ta sẽ cùng đứng lên để dành một phút tưởng niệm cho những chiến sĩ và nạn nhân của chúng ta đã thiệt mạng trong cơn bão số 3 Yagi vừa qua, và hướng về đồng bào của chúng ta ở khu vực phía Bắc với sự đồng lòng và sẻ chia. Xin được trân trọng kính mời toàn thể các quý vị, chúng ta sẽ cùng đứng lên. Một phút tưởng niệm bắt đầu. Thôi, xin được trân trọng kính mời toàn